Thưa quý vị, sáng nay gần 105.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn ngữ văn và ngoại ngữ. Trong khi số chỉ tiêu tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập chỉ khoảng 72.000, với việc chỉ chọn ra gần 60% số học sinh trong tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập, khiến đây trở thành kỳ thi có tính cạnh tranh gay gắt với tỷ lệ chọi cao. Phóng viên Tuyết Nhung đưa tin từ điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và đây là một trong 201 điểm thi trong kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay của Hà Nội được đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Điểm thi này thì có 21 phòng thi với khoảng hơn 500 thí sinh. Ngay từ đầu giờ sáng thì nhiều thí sinh đã đến sớm mang theo sách vở để tranh thủ ôn tập thêm môn ngữ văn trước khi vào phòng thi. Các thí sinh thi môn ngữ văn sẽ làm bài thi trong vòng 120 phút. Vì đây là môn thi có điểm nhân hệ số 2 nên môn ngữ văn có ý nghĩa khá quan trọng. Trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay của thành phố Hà Nội thì trường Trung học phổ thông Khương Hạ có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/3,55, tức là gần 4 thí sinh dự thi thì mới có 1 thí sinh trúng tuyển. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có những trường Trung học phổ thông có tỷ lệ chọi cũng rất thấp, thậm chí là có không ít trường số thí sinh đăng ký vào nguyện vọng 1 của trường còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Và các trường này thì đều ở các khu vực huyện ngoại thành của Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay thì các sĩ tử sinh năm 2008 sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Thời gian bắt đầu làm bài là 14 giờ và các thí sinh thì phải có mặt tại phòng thi từ lúc 13 giờ. Năm nay thì Hà Nội huy động hơn 20.000 giáo viên làm công tác coi thi chấm thi và dự kiến chậm nhất vào ngày 4 tháng 7 tới đây thì Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Vâng, như vậy là các thí sinh ở Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn vào sáng nay. Sau 120 phút làm bài thi, đa số thí sinh cho biết để thi dễ, không đánh đố. Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với môn thi đầu tiên là ngữ văn, các em đều tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. Dù đã ôn tập thật kỹ, tuy nhiên trước một kỳ thi quan trọng, các em thấy khá hồi hộp, nhiều em mong đề thi sẽ trúng tủ. Mong là vào tiểu đội xe không kính hoặc là lặng lẽ sao bạn, tại vì hai bài đấy em cảm thấy em nhớ nhất. Em học tủ một vài bài chuyện trung đại với cả chuyện ngắn ạ. Là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Kiều ở Lầu Ngưng Bích với cả Những Ngôi Sao Xa Xôi ạ. Bởi vì em thấy bài đấy ít thi nên là em có linh cảm ạ. Sau 120 phút làm bài thi, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay ở mức độ trung bình, bám sát kiến thức cơ bản, vừa sức, cấu trúc đề thi không mới. Tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi của nhà văn Lê Minh Khuê và ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc bản thân là nội dung của đề thi năm nay. Hầu hết các thí sinh đều tự tin với bài làm của mình. Nghĩ đề năm nay cũng không phải là quá khó, nó cũng tầm trung bình, em làm khoảng tầm 80%. Em nghĩ là được 90% vì đề khá sát những đề các cô đã cho ôn, vì năm nay dễ đoán đề. Hoàn thành môn thi ngữ văn, các thí sinh cho biết như đã đi hết nửa chặng đường của kỳ thi. Vào buổi chiều nay mùng 10 tháng 6, các em sẽ làm bài thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ trong thời gian 60 phút, thời gian bắt đầu làm bài từ 14 giờ. Thưa quý vị, sáng nay tại trường Đại học Phoenix Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và chính thức phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn năm 2023-2030. Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Các bộ ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố sau sự kiện này sẽ triển khai phong trào thi đua sâu rộng và thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, hoàn thiện dự thảo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình triển khai phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030
để tổ chức thực sự có hiệu quả. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng xã hội học tập, bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội và của từng người dân về vị trí, vai trò của xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay. Chúng ta phải chung sức đồng lòng để với một cái quyết tâm cao, cái nỗ lực lớn và một cái hành động quyết liệt để chúng ta tạo ra động lực truyền cảm hứng cho người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập và cả nước học tập. Học tập ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực. Học tập để không ngừng hoàn thiện mình về đức trí thể mỹ. Học tập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tập để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, ứng dụng công nghệ đào tạo mở từ xa, xây dựng thành phố học tập trên cả nước. Thưa quý vị, cần phải làm rõ quy định về nhận dạng trong thẻ căn cước công dân có gắn chip, cần thiết bổ sung quy định được cấp lại thẻ này nếu công dân phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển giới, giới tính làm thay đổi nhận dạng. Đây là một trong những ý kiến đáng chú ý của đại biểu khi đóng góp vào luật căn cước công dân sửa đổi tại phiên họp tổ sáng nay. Khoản 2 điều 3 của dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi quy định, nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định của một người để phân biệt người này với người khác. Trong xã hội hiện nay, việc giải phẫu thẩm mỹ thay đổi giới tính trở nên dễ dàng, phổ biến, nên quy định như vậy là chưa rõ ràng. Đưa ý kiến tại tổ, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh, đoàn Cần Thơ đề xuất cần giải thích rõ quy định này. Cần thiết thì bổ sung hoặc đưa ra quy định cấp lại thẻ căn cước công dân cho những người thay đổi nhân dạng để thuận lợi cho việc quản lý. Rất nhiều trường hợp giải phẫu thẩm mỹ mà làm cho cái nét mặt, cái khuôn mặt nó hoàn toàn thay đổi. Hay tôi chỉ lấy một cái ví dụ rất là cụ thể. Ví dụ như có cái nốt ruồi ở một cái vị trí nào đó trên mặt, trước đây là ta gọi là nhân dạng. Nhưng mà bây giờ người ta tẩy cái nốt ruồi đã đi rồi. Thì rõ ràng là trong cái đặc điểm nhân dạng này thì chúng ta cũng đã xác định là có cái sự thay đổi giới tính, chuyển đổi giới tính theo quy định của mình. Nhưng còn một cái trường hợp nữa mà tôi nghĩ là cũng cần phải cấp lại căn cước, đó là trong trường hợp giải phẫu thẩm mỹ. Liên quan đến quy định cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho trẻ em dưới 14 tuổi, hầu hết các ý kiến cho rằng quy định này là cần thiết, phù hợp với luật xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác. Thì việc sử dụng giấy khai sinh với kích thước lớn thì dễ hư, rách và khó bảo quản. Do đó là và chỉ được cấp một lần. Giấy thì chỉ thực hiện các biện pháp bảo mật chống làm giả. Hiện nay thì cũng sơ sài đấy, cho đó là dễ làm giả và chứa rất ít thông tin. Trong khi đó thì thẻ căn cước thì có kích thước gọn và cái chất liệu thì tốt. Như vậy thì theo cái quy định hiện hành thì tôi thấy là rất phù hợp cho các trẻ em dưới 14 tuổi. Hiện đã có 19 tỉnh thành phố trên cả nước hoàn thành 100% việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Nhiều địa phương cũng chuẩn bị cán đích mục tiêu 100%. Với sự quyết tâm của Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho rằng việc sửa đổi luật này là vô cùng cần thiết và cấp bách, đem lại nhiều tiện ích cho người dân, đặc biệt là những người dân vùng sâu, vùng xa, trẻ em, người già cả, neo đơn, đặc biệt là những người vô gia cư. Hoặc là một người đi trên đường chẳng may bị ngã, hoặc bị tai nạn giao thông, hoặc là bệnh lý cái gì đấy, bất đắc kỳ tử, ngoài đường, không biết ai. Nhưng bây giờ với những như thế này được phổ cập đến toàn dân và quản lý được, trả lời được người ta là ai. Mà chủ yếu là người yếu thế, những người già, không nơi nương tựa, những người nghèo, những người ốm đau bệnh tật kéo dài, những người tàn tật. Ngay trong Hà Nội thôi, ngay thành phố Hồ Chí Minh thôi, ngay thành phố sôi động này thôi, cũng hàng trăm nghìn. Thế họ là ai? Họ là những cái người từ nhiều vùng của đất nước đến Hà Nội. Vì cuộc sống người ta đến, người ta kiếm sống. Rồi những người đi bán hàng rong, những người đi lên đây làm thuê, làm mướn. Các cháu sinh ra vẫn theo cái số phận của bố mẹ. Không có hộ khẩu, không có giấy tờ, không được đi học,
nếu chúng ta không đưa vào trong xã hội, giúp tạo điều kiện cho địa chỉ và sản xuất. Người đứng đầu Bộ Công an cam kết trước 30 tháng 7, Bộ sẽ hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho 100% người dân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ là cánh cửa vô cùng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giao dịch với cơ quan công quyền.